tạo sự khác biệt ở World Cup. Sở hữu kèo trái khéo léo, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung hứa hẹn tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup bóng đá nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 tới. Sắp bước sang tuổi 30, Tuyết Dung vẫn tràn đầy năng lượng và là một trong những mảnh ghép quan trọng trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. Sở hữu chiếc chân trái khéo léo, đá giỏi cả hai chân cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén, Tuyết Dung nhiều lần tung ra những đường truyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Không những thế, nữ tuyển thủ quê Hà Nam còn sở hữu cho mình khả năng đá phạt góc thành bàn mà hiếm cầu thủ nữ trên thế giới thực hiện được. Ấy vậy mà trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, cô thành công đến 3 lần, trong đó có 2 lần trong trận đấu với Malaysia năm 2015 và 1 lần vào lưới đội Myanmar năm 2022. Tài đá phạt góc thành bàn của Tuyết Dung khiến truyền thông quốc tế cũng phải thán phục. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi tiền vệ tài hoa này tái hiện siêu phẩm đá phạt góc ở World Cup bóng đá nữ 2023. Trước các đối thủ cực mạnh như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Tuyết Dung nhớ mãi những ngày đầu tiên đi đá bóng còn không có xe máy mà đi, điện thoại cũng không có. Hình ảnh người bố vượt cả trăm cây em lên thăm con gái chỉ trong vài phút rồi phải trở về kèm theo những lời dặn dò đong đầy yêu thương là động lực cho Tuyết Dung phấn đấu và được thành công như hôm nay. Cùng nhau, chúng ta sẽ lần nữa tạo nên lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam và khẳng định vị thế tại đấu trường thế giới. Mọi người tin Dung chứ? Tiền vệ Tuyết Dung lên dây cót tinh thần cho bản thân cũng như nhắn nhủ đến các đồng đội trước thềm World Cup 2023 lịch sử với bóng đá nữ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.